đi luôn, cảm ơn. Rồi rồi, đi lên đường thôi, đi ra sân bay. Bây giờ Cần Thơ thôi, Daddy ơi. Được rồi, đi về Cần Thơ, xong rồi Cần Thơ đi về Vĩnh Long, rồi Vĩnh Long đi lên Sài Gòn, rồi Sài Gòn đi về Singapore. Ok, rồi let's go. Bay mấy giờ chị? Chị bay 11 giờ. Với lại ở ngoài đó cũng sân bay nhỏ, là mình bay trong nước á cũng. Rồi tạm biệt Phú Quốc nha, tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại. Ừ, hẹn ngày gặp lại gia đình nhà Suzy về đây. Không đi đâu rồi, không chạy dài vậy. Mình đi Phú Quốc nữa hả? Hả, ở đây là Phú Quốc nè con. Mình đi nữa hả? Không, mình đi về bây giờ, nãy giờ mẹ nói đó, đi về Cần Thơ. Xong rồi Cần Thơ mình đi về Vĩnh Long, rồi Vĩnh Long mình đi về Sài Gòn, rồi Sài Gòn mình đi về Singapore. Ok? Hiểu không? Sau khi làm thủ tục qua cửa an ninh đi vô trong, mình cũng làm xong một tô bún bò Huế. Tại vì sáng mình dậy sớm mình đi chợ mua hải sản sách dễ, cho nên nó hả vừa xong thì vô phòng chờ xuống máy bay. Bữa nay thì không có phải đi xe bus ra nhốn bữa nữa, đi thẳng qua máy bay luôn. Đang chờ chuyến bay Bamboo đi về Cần Thơ nha. Xong một chuyến rồi đó, xong một chuyến 4 đêm ở Phú Quốc rồi. Về gia đình nhà Sophie chỉ đi về Cần Thơ, xong rồi đi về. Bây giờ đó phải có thời gian rồi mình ghé dịch nấu chao thành dao ăn, xong rồi đi về Vĩnh Long. Sân bay Cần Thơ. Tới sân bay Cần Thơ là cả nhà ơi. Giờ đang đi xe buýt vô trong để lấy hành lý rồi mình đi gọi taxi đi về, đi lại quán thành dao ăn trưa, ăn dịch nấu chao. Phút thì đã đáp đến sân bay Cần Thơ rồi cả nhà ơi. Thì gia đình nhà mình định đi lại chỗ quán vịt nấu chao thành dao ăn vịt nấu chao rồi đi về, nhưng mà hiện tại bây giờ hai vợ chồng vẫn chưa có đói bụng, tại vì ăn hồi nãy ăn ở sân bay á, cho nên giờ vẫn chưa có đói luôn cả nhà, nên chắc đi ra đây taxi đi về Vĩnh Long luôn quá. Cho mọi người nghe. Rồi, sẽ đi Vĩnh nha, đây đi đẩy, cho nên ra chắc đi taxi đi về Vĩnh Long luôn. Phải ghé vịt nấu chao thành dao ăn, tại vì ở đó ăn cũng mấy lần rồi, tại định ghé đó ăn nhưng mà đâu còn no quá. Nếu mà đi taxi thì sẽ đi taxi Mai Linh. Hả? Đi taxi đi về Vĩnh Long luôn cả nhà ơi. Trời ơi, Daddy ơi, are you okay? Đi về Vĩnh Long luôn cả nhà ơi. Giờ chưa được 12 giờ nữa. Đi về ăn cơm với mẹ. Đi về ăn cơm với mẹ cả nhà ơi. Ok. Đây, ngồi đây với mẹ. Đi về Vĩnh Long thôi. Về Vĩnh Long mà. Ừ, về Vĩnh Long với bà ngoại ăn cơm với ngoại. Ha. Ao lưng. Cha đăng. Không, Vĩnh Long. Ốc mày giữ không đâu, là về nha. Sen đẹp quá, trời đẹp luôn à. Các bạn sân bay Cần Thơ đường đi ra ngoài, có cái hồ sen đẹp quá trời. Mình đã đi về tới Vĩnh Long này cả nhà. Đang đến đợi và ăn bình. Đi về bên nhà. Mẹ nói về nhà ăn cơm. Chồng mình không có ghé quán nào ăn hết trơn á. Mẹ nói về nhà ăn cơm nên đi thẳng về nhà ăn cơm luôn cả nhà ơi. Không có ghé ăn ở ngoài đường. Đi từ Cần Thơ về đây chừng tiếng rồi. Từ bên Cần Thơ qua bên Vĩnh Long đi khoảng tiếng ngồi taxi.
lúc nó qua đón về rồi. Hai vợ chồng mình thì đợi thuê được cái xe máy ở bên Vĩnh Long, xong rồi chạy xe về sau. Muốn chết. Trời ơi, đúng rồi, ngoại ơi, bà ngoại nấu nhiêu đây ăn đủ rồi nha, đừng nấu nhiều quá không hết. Bỏ uổng ngày mai mình nấu món khác rồi vậy. Về nhà bà ngoại làm cho ba món cả nhà. Mình đem hải sản về. Cái nhà bà ngoại làm sẵn đồ ăn luôn. Bệnh về ghé Cần Thơ ăn rồi mới về chứ, nhưng mà bà ngoại. Nói gì nhà ăn cơm. Thôi, về nhà ăn cơm. Ngoại quá ngoại, dồn ra ngoại còn dư ngoại. Này ngoại còn hộp cắt để dành mai mốt nấu nữa ngoại ơi. Ừ. Mốt cái cá đó cho mốt. Cái món bữa qua mình bào thôi. Mình bào mà nấu thôi, hấp nó cũng ngon nữa. Mâm cơm chiều của gia đình mình mẹ đã chuẩn bị xong rồi cả nhà ơi. Mẹ gọt xòi luôn nè. Được mấy con tôm xong. Cá kho lạc. Củ qua hầm. Lươn xào xả ớt. Hến với nước mắm. Hến ăn với nước mắm đó cả nhà. Còn cái này là cái đùi gà cho cha Sophia. Đùi gà nướng trong lò chiên không dầu. Cái đùi gà này là nướng trong lò chiên không dầu. Rồi, xin mời gia đình ăn cơm chiều nha. Chúng đi lên nó rước chồng nó. Ăn ít cơm thôi nha ngoại, ăn ghẻ nha ngoại. Món nào cũng ngon. Món nào cũng ngon quá. Ngoại nấu mà. Cá he, khổ quà hầm, lương xào. Con ăn hết, hết với nước mắm tiếp tục. Cái này thì bà ăn bớt tàu cũng đấy. Cơm cả nhà ơi. What are you looking for, darling? Looking at the mangoes still on the tree. Mango hả? Mango, my mom is a pickle. Oh, you still have few. Still a few. Yeah. Really good. This is. You want cook more? Okay. Mẹ ăn cơm mẹ. Ba cơm ba cơm. Cơm này là ngon nhỏ xíu. Vô đây. 1, 2, 3 vô. Bia biết vô. Sô bia. Sô bia khó xíu. Khó nhau. Rồi giờ cá lặn rồi. Ui. Con nào té vậy? Con nào té? Con chạy vậy? Con nào té? Hả? Nó bụng lên con. Vậy đó hả con? Mày hỏi nằm. Ủa chứ không phải rước chồng hả trời? Ủa? À chưa đi hả? Vậy là à vậy hả? Áo dính gì kìa. Mới dập nước rồi. À, cho cái gà. À, cho cái gà hả? Mẹ. Cho Sophia cái gà. Cái gì? Lấy cái giá này của nó vô. Gà. Cho Sophia cái gà. Cái ghẹ này bao nhiêu? Mình không ăn được, cái đậu nó không đi, không ăn. Thơm thì thơm. Thôi, con gái chắc.
Vô trong nhà dưới đó, con ăn đi. Bé, bé, bé. Kì, kì. Cái em bé nó bự rồi kia. Cái em bé nó nhỏ rồi. Nói thôi, con cắn nhỏ nhỏ vậy. Chứ con ăn bự quá cái nó mất bổ. Nha. Hiểu không? Thì cứ Sophie. Tôi ăn tôi cắn thôi. Mẹ nói cắn làm sao cắn cái nhỏ thôi chứ ăn nguyên miếng vậy không khổ á. Ăn nữa mày lấy cho. Đúng rồi. Ăn xong bắt bỏ vào đủ miếng nha. Nặng nha. Lột cái mai ra cần nó nặng lắm. Bên hai hai cái đùi á. Cẩn thận nha con, đừng có đứt tay con nha. Đây, bên này. Là nó nặng á là nó có tật xíu á. Khoái, cũng cưng. Rồi, có lột tay. Chê bên không biết ăn rồi. Được. Cẩn thận nha con, coi chừng nó đâm tay con nha con. Biết ăn vậy chịu á, đi đâu dẫn theo. Nghe rằng cái cà uống giòn kìa. Đây, đây bà chỉ cho. Để bà chỉ cho, để bà chỉ, để bà chỉ. Bỏ xuống, bỏ xuống. Rất là dễ bẻ, chứ không phải là con dùng sức như vậy. Con cầm hai bên đây nè, con ấn nó vô. Nè, nhìn này nha. Thấy không, rồi con làm lại coi.
hai cái này ấn vô đó, đúng chính xác thấy chưa, chứ không phải là mại, chứ không phải là dùng lực đúng không, giống như xe máy như vậy mình đẩy mình phải biết cái thế mình đẩy, chứ mình dùng cái lực mình đẩy cũng không có được. Đó, mai mốt con lấy hai cái ngón tay này đúng không? Con ấn nó vô. Đè vô. À, đó này. Ok. Thank you. Ngon không? Vậy đó hả? Bà cho con khác nè, để còn nguyên. Nguyên là cho con cái khác nè. Đó. Rồi ăn đi con. Ăn đi cho con đó. Bưng ăn đi. Rồi con qua con ngồi với anh Ben ăn kìa. Ngồi trên đây đi để chứ chó nó giật nữa. Con ngồi với anh Ben nè con. Đi con ngồi với anh Ben nè. Bưng cho con nguyên cái dĩa luôn nè. Này con ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Rồi con ăn đi. Bà ngoại với dựng bẫy vô đi. Ben, rồi đó. Ăn đi con. Ngon con. Dính cạm. Ben dính cạm rồi con. Ben dính cạm. Dạ. Sư Phi không ăn hả Phi? Cây đó kìa. Không làm mình nghĩ đi. Không làm không. Làm quay. Cái gì đây vậy? Mình đang ngừng lọt rồi đó. Kiểu cái gì con nít cho đó kìa. Vậy đó hả? Cái sở luôn. Vậy đó hả? Bố để tủ đi. Dạ. Chút nữa cho nó gáo nước đó mẹ. Nó gút cái nước xuống. Nó kêu quậy nó quay nó. Trời ơi. Thôi, quay cái cả đi. Cái chai mà. Thôi quay pin đi. Hai cái lồng tiền bự quá trời bự. Thôi. Bên này lên sóng. Mình bẫy kìa. Hả? Cái gì đó? Trời ơi. Mất cỡ. Mất cỡ. Bẫy quay cho kìa. Mất cỡ. Để quay mày lên mà lên truyền hình. Cũng như bé nó lên nó đi mà ấy đó. Đi gà ở đó mẹ, gà biểu á. Gà điểu cởi gà điểu. Trở lên truyền hình đó. Thấy không? Sáng xong trưa đi Sài Gòn, lên giảm sắp xếp đồ đạc á, thứ lại công việc xong rồi thứ ba sẽ bay về sinh. Ba mẹ mình nè, xe đón lên sao đi về sao. Trời nước nó lớn chưa nè. Cái này đi xuống tắm. Mà nhà mình không có cây cầu bến. Ba mình không có làm cây cầu bến ở chỗ này. Có cây cầu chỗ này đi ra đây tắm cho nó mát trời. Nên là đường trước cửa nhà mình nè. Hôm Tết là năm trước ba mình không trồng rau chỗ này nhiều lắm luôn. Mà trồng nhiều quá không ai ăn hết trơn. Cho nên giờ nghỉ khỏe luôn không trồng nữa cả nhà. Ở nhà có mấy cây bích.
hỏi. Đi đâu đây? Where you going? Just wandering. It's nice, it's not too hot. Cái khóc này nó muốn hư hết trơn, nó chết hết trơn. Just worse than twins. That's me. Anh nói chưa con? Dạ. Hả? Đi chơi ha. Thấy còn sớm quá nè. Bảy muốn tắm quá à, nhưng mà cái bến này nó dơ quá à, nó không có cái cầu á. Cái con sưu đũa mà nó hư hết trơn rồi. Nó bị sâu, nó bị hư hết trơn rồi. Cái cây sưu đũa này nó bị hư hết rồi. Nó không nhìn thấy. À đúng rồi, bảy có mua cái bông sưu đũa đỏ hột giống để bảy đưa cho mẹ con trồng. Quá trời góc luôn. Rồi. Buổi chiều thì ăn xong. Xong rồi hả, dẫn mấy đứa nhỏ đi vườn trái cây chơi cả nhà, đi vườn chôm chơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo ngày mai nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vô đấy đi chứ. Đi, tranh thủ đi sớm, trời mát quá trời nè. Vô vườn trái cây, quay vườn trái cây cả nhà coi nha.